hồi quy. Xét bề ngoài, xã hội vẫn phồn thịnh, giang hồ vẫn yên tình. Tôi tên là Hào, là người Ma Cao. Tiểu sử của tôi chẳng có gì đáng nói. Trái lại, tôi muốn kể một cốt truyện tình yêu của một đàn anh giang hồ. Cốt truyện này xảy ra bên cạnh tôi. Ma Cao ngoài sòng bạc và đĩ điếm ra, chẳng có nghề gì dễ kiếm tiền hết. Tôi làm bồi trong một phòng trà. Tôi làm tại đó là bởi vì bạn gái của tôi làm tiếp khách trong đó. Tôi rất thương cổ. Ông chủ phòng trà tên là Dương. Gần đây ông cho thêm cổ đông, đó là Hùng Tăng và Thập Tam Muội, đến từ Hồng Kông. Còn ông chủ mà họ tiếp đãi đêm nay là Gà Rừng. Sự thật tôi đã quen người này từ lúc nhỏ, nhưng mà xa nhau đã lâu, có lẽ ông đã quên tôi không chừng. Hai đứa bay lần đầu tiên qua tới đây, đừng khách sáo với tao nha. Cái quyết định đá xong phi đi có chịu hay không vậy? Sao ít vậy? Thôi khỏi, tao ăn chay đi theo ảnh đi. Bao bì có thật không vậy? Đừng có nói cho tao là mày còn zin nha. Đúng rồi, tại trái đó. Thục cái coi. Ê, trời, bể rồi. Nè, đắc lực của mày đâu? Đắc lực nào? Ê, bọn lợi hại lắm sao? Ê, bà biết hai đứa bay lên đây, đặc biệt lấy mấy con ngon cho tụi bay đó. Chịu chơi vậy hả? Sắp tới rồi. Ê, để tao giới thiệu ông chủ cho quen nha. Du đại ca qua đây. Ồ, nè, đàn anh Ma Cao Du Dương. Ê, Ma Cao bây giờ đã hết đàn anh rồi. Chúng tôi bây giờ là người làm thương mại thôi. Ê, bà bì, mạnh giỏi, xin chào, xin chào. Ngồi đi. Ngồi. Uống đi. Bà hay bảo của anh Tùng đã chưa? Tùng cái gì? Anh bảo tôi chờ 3 đồng mà. Không những không tôn, hồi 1 đồng 8 tôi còn hút 500.000 cổ phần nữa mà. Gà Rừng, anh có chơi không? Tôi hả? Mới tháng trước đi xếp hàng mua cái thứ gọi là tôm tép gì đó. Hoạt động sao đây? Quên rồi. Tom.com đó mà. Anh xếp hàng hay sao? Mấy thằng nhỏ xếp hàng thôi. Đã có tên gọi rồi. Dotcom tức là con chó. Coi anh như con chó đó. Đứa này coi tôi là con chó. Nè ông Dương à, cái số 774 đòi tổ chức website có chơi được không? Được, chơi được lắm. Dạo này thiên hạ thuộc lòng mấy con số quá ha. Đã trúng hết số rồi. Dạo này thịnh hành khoa kỹ mà, giang hồ như tụi mình cũng phải theo cho kịp. À đúng rồi, phòng trà của chúng tôi có chọn gái trên lưới đó, anh có muốn thử không hả? Tân thời vậy à, phải thử cho biết. Cái này đi. Bây giờ lên lưới chọn gái không còn phiền phức nữa, muốn gọi gái nào cũng có. Em Bắc Kinh nè, em Đại Liêu nè, em Hai Nhĩ Tăng nè, con Tứ Xuyên cũng có luôn. Quay, nhưng mà cái chuyện kêu gái phải gọi thấy trước mặt thì mới được. Mình có thể rờ mó nó, bây giờ muốn rờ lại không được, mặc đồ kính bích không thấy gì hết. Nè, lợi dụng câu này nè. Gà Rừng. Hello, Thạch Tam Muội, chiếu cố giùm nha. Vấn đề, đã chuẩn bị 10 mấy con cho anh rồi. Tôi cần mấy con có mùi đàn bà đó. Mấy con mặc như đậu hũ đừng giới thiệu tôi nha. Ngạo tôi phải không? Gà Rừng, anh chưa có biết Thập Tam Muội bây giờ thay đổi nhiều hay sao? Đương nhiên rồi, không hơn ai mà không biết hai người đang nằm với nhau. Công cũng đập cho thẳng mà, hả? Không ai chịu thôi, phải kết nhau làm ăn chứ. Anh Dương, đúng rồi, chưa có phần cho hai ảnh đi. Thôi khỏi, chúng tôi thích uống sữa chứ hẳn phải đi chăn bò mà. Làm ơn ráng kiếm một con đàng hoàng đi, hả? Hạng người như chúng tôi, làm gì có những người đàng hoàng chịu. Con gái mục sư đâu? Nó đòi đi Nhật để học tiếng Nhật, không lẽ không cho đi? Bỏ lâu lắm rồi. Vậy có con mới nào chưa? Dạ, em đứng đàng hoàng nha. Để coi xem có đứa nào. Ê, cha cha tới rồi. Nè, đời người đi đâu mà có tình yêu. Tóm lại cô gái thì tôi tới liền. Gà Rừng, lớn nhỏ ốm mập có đủ, tự nhiên lựa chọn đi. Con nhỏ mà áo đen đi. Sao vậy Gà Rừng? Đổi khẩu vị thích ăn non hả? Khoan, nó một nghi thơ đó. Có cần đá song phi không? Song phi hả? Được, cho bảo bị. Thôi khỏi, tôi tới đây ngồi chơi thôi. Nè, tối nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin phép nha. Có thì không vậy, tôi tính uống tới sáng với chị đó. Uống cái đầu của anh, 10 giờ sáng phải thức dậy rồi. Làm gì? Coi chừng thị trường. Thị trường gì mà ghê gớm vậy? Chứng khoán chứ còn gì. Anh tưởng là thị trường bán cá sao? Đồ điên, ráng chơi cho vui đi. Bobby à, mày muốn uống rượu phải không? Nè nè, em là người gì? Em là người Hàng Châu. Người Hàng Châu? Ê, người Hàng Châu. Sao tắm rửa lâu quá vậy? Mau lên đi, nôn gần chết nè. Ây da. Phải tắm chưa sạch? Người Hàng Châu tới rồi. Quê tây hồ Hàng Châu có phải là đẹp lắm hay không? Đương nhiên là đẹp. Có 10 cảnh hết sảy có phải không? Đương nhiên, anh có đi qua chưa? Chưa đi, nhưng mà tối nay có dịp thưởng thức cảnh 11 của Hàng Châu rồi. Mau đi tắm đi, nhiều chuyện quá. Sao bắt người ta tắm? Tắm xong mới ngắm cảnh. Đúng rồi, mà đi tắm đi em chờ anh. Biết sao được, mà đi em chờ anh. Có cho anh kẹo không? Yên quá. Làm gì vậy? Hả? Nè, làm gì vậy? Muốn tôi ra, muốn tôi ra đi. Làm nghề này mà. Muốn tôi ra đi. Nói không làm nghề này làm gì có tiền đóng cho nhà nước. Em còn cãi,
Ê, đừng đánh đàn bà nha. Anh gà rừng, chuyện của em không có liên quan tới anh. Nè, ra ngoài. Anh buông ra đi, anh làm gì vậy? Giúp con, mẹ ăn mặc gấu rồi phải không hả? Cho mày chán đời rồi, dám phá VIP của tao hả? Dám làm dám chịu đi, nó giác cái mặt lên đây thì đủ biết kết quả rồi. Tôi chỉ muốn dẫn cậu đi thôi. Anh Tân, anh ấy tha cho ảnh đi. Tha cho nó hả? Chết dịch. Đừng, đừng, anh gà rừng, em là thằng Hào, Lạc Vĩnh Hào đó. Thì không ngờ lại gặp được em ở đây. Cô tên là Thuần, Thuần là Thuần Phong. Tụi em gặp nhau đã hơn 3 tháng rồi. Em thường kêu cổ đừng có làm gái, nhưng mà không chịu nghe. Đêm hôm qua không biết tại sao em lại nổi ghen. Anh gà rừng, lần này thì cảm ơn anh. Nếu không thì em sẽ không biết em sẽ thế nào nữa. Không biết hả? Không chừng tay hay là chân bị cụt khúc là cùng. Ê, mới lần đầu có gái hả? Đủ tuổi chưa vậy, nhóc con? Em còn nhớ cái năm mà chị hai của em và anh sắp sửa đám cưới. Em mới có 12 tuổi thôi. Năm nay 19 tuổi. Đã 7 năm rồi. Ê nè, sao mày lại qua Macau? Anh đã quên rồi sao? Em vốn là người Macau mà. Đúng rồi. Anh còn nhớ cái năm chị hai của em dọn tới, anh có hỏi cổ. Em đó nha, là gái Hồng Kông Lai Macau đó. Còn nhớ không? Sao không? Em tên là Vĩnh Hào. Hào có nghĩa là hào giang, cũng có nghĩa là em lúc nào cũng thuộc về Macau. Chị hai của em đâu? Đã đi nước ngoài, ở London. Đi lâu rồi hả? Tụi em liên lạc bằng điện thoại mỗi năm chỉ khoảng 1-2 lần thôi. Anh gà rừng à, nói thiệt nha. Em thiệt mong anh là anh rể của em. Em nói thiệt đó. Anh cũng muốn làm anh rể của em lắm. Còn đau không? Tôi còn nhớ năm tôi 5 tuổi, lần đầu tiên dọn vào chung cư. Dưới mắt của tôi, mọi sự đều mới lạ lắm. Em nhỏ à, em ở lầu số mấy vậy? Mày biết mặt tên này không? Mày từ đâu dẫn tới? Mày từ đâu dẫn tới? Thảo à, chuyện gì vậy? Có người ân hiếp còn phải không? Dạ không có. Thưa thím, tụi cháu có thể giúp gì được thím không? Ê, đừng kêu tôi là thím, xưng là chị Kim đi. Dạ, chị Kim. Nè, xách lên lầu giùm chị. Đã. Nha, dễ thương quá. Con gà con của anh đó. Vậy trả cho anh nè. Gà con, gà con, gà con, gà con, gà con, gà con. Thầy bà có cô đi nè, bà phụ tay đi. Cô đi, gà con kìa. Ê, gà con, gà con, gà con, bà phụ tay đi. Ê, em dọn từ đâu tới vậy? Em dọn xa lắm, em là con Lai. Em là con Lai hả? Tất nhiên rồi, em Lai Hồng Kông Macau. Dọn từ Macau tới đây. Thế như vậy đâu có phải là Lai. Không phải sao? Đương nhiên, hồi xưa em ở cái xóm nhà lá đó mà. Cái quán sau mới dọn tới đây. Không lẽ anh cũng Lai Hồng Kông Cửu Long hay sao? Tất nhiên không phải rồi. Lê uống cà phê đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Ý, chị ở nhà này sao? Đúng rồi, sao anh thấy lạ quá vậy? Không, anh ở đối diện thôi. Vậy sao? Người nhà em có ai không? Má em và chú em. Nè, láng giềng của nhau phải chăm sóc lẫn nhau nghe chưa? Cảm ơn em. Không cần vấn đề.
từ nay chúng ta là láng giềng. Anh đừng ăn hiếp em với em trai của em nha. Được. Em tên là chi? Từ nay em cũng đừng kêu anh là con gà con, kêu là Triệu Sơn Hà đi. Không được, em thích gọi anh là gà con, gà con, gà con. Gà con, 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 gà con. Em nhỏ ăn cắp phải không? Đâu có, tao trả tiền mà. Mày mà trả tiền tao cho mày làm quả hậu Hồng Kông. Giờ tao không mua. Đi đâu vậy? Dễ gì mà cho đi. Anh muốn gì đây? Chờ tao sáng đi. Tao là hiếp dâm đó. Hâm dọa tao hả? Có biết tao là ai không? Tao là Đại Can Dị. Mày có coi Hoàng Phi Hồng không? Cái vai Thạch Kiên đúng là tao đó. Bây giờ mày không cho tao xét thì mày đừng có hồng ra khỏi tầm tay của tao. Ê, anh hiếp con gái hả? Mày có phải con trai hay không? Mày là ai? Tao là Hoàng Phi Hồng, chuyên đánh thằng Thạch Kiên. Thạch Kiên nào vậy? Đừng sợ, có anh bảo vệ em. Tôi đi đi. Ăn cắp sách của tao muốn tính bỏ đi đâu? Tôi đâu có ăn cắp sách của anh. Ê nhớ, người ta nói không có ăn cắp của mày. Ê đừng có đánh ai, đừng có đánh mày, đừng có đánh mày, đừng có đánh mò. Đừng đánh mày, 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 không sao. Có thiệt không? Không sao. Gà con, gà con, mau ra ngoài này đi. Gà con, gà con. Chuyện gì vậy? Hôm nay má của anh có biết anh đánh lộn hay không? Chê, má đâu có biết tiếng Anh. Má đâu có rảnh. Sao vậy? Không cần đi làm sao? Nói cũng đúng. Má của em nghiêm với em lắm. Nhìn một cái là biết liền. Cái mặt của má em dữ quá trời luôn. Sao anh không đi học vậy? Anh sợ nhất là làm bài vừa dài vừa khó đó. Đơn giản lắm, em dạy cho anh là biết liền. Thôi đi. Mặt của anh còn đau không? Không đau. Coi nè đâu có sao. Để này cảm ơn anh nha. Đừng nói vậy, anh có trách nhiệm bảo vệ em mà. Sao vậy? Em ở đối diện anh, đương nhiên là anh phải bảo vệ cho em rồi, thấy không? Nếu không ở đối diện thì sao? Bảo vệ như thường. Tại sao? Ê, không biết. Tóm lại có ai ăn hiếp em, anh chắc chắn đánh thằng đó bảo vệ em. Hay. Có nghe không? Nghe rồi. Nói lần nữa cho em nghe nha. Ok. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp. Ok. Nhắc lại lần nữa coi. Bảo vệ em suốt đời suốt kiếp nghe chưa? Nhắc lại lần nữa coi. Bảo vệ em suốt đời suốt kiếp nghe chưa? Thôi đủ rồi. Hay là mày đi trả đáp anh đây. Không đi chán cái mộ luôn. Vậy đi đâu? Mắt mới tới mày không có bằng của mày. Vậy mình có đi trả thù hay không? Ê, để tới tao gọi cho mày rồi mới nói sao nghe. Ê, không nói cho tụi bay nữa. Sao có chuyện? Chơi cái gì cày dạy còn xưng là tam kiếm hiệp nữa. Dạ con, anh đến đây làm gì? Tưởng em con lên cho nên anh mới phóng máy bay. Không có đâu. Nãy giờ má của em biểu em ra ngoài có chuyện. Má không chờ đi phố? Tất nhiên không phải. Nè, anh đứng dậy đi. Đứng dậy mau lên. Đứng dậy đi. Chị vậy? Qua đây. Nè, nhắm mắt lại đi. Đừng có la nha. Ê, nhà muốn giết người sao? Em thấy vui lắm. Mỗi khi em vui em hay thích cắn người ta. Em điên sao? Tất nhiên không phải. Má nói nếu niên khóa này em có thành tích khá sẽ mua cho em cái máy cassette. Sau này mỗi ngày đều có thể nghe những bài hát của Trương Quốc Vinh. Em thì đỡ rồi, có má thương em như vậy. Nếu anh chịu có học hành má cũng thương anh, không khác má em thương em mà. Còn lâu. Vậy chứ bây giờ anh không đi học, sau này anh tính làm gì?
chưa hẳn là phải đi học mới có việc làm. Sau này anh muốn làm đàn anh, anh sắp theo bao bì và tiếp theo tung quanh giang hồ. Làm đàn anh? Đàn anh xã hội đen? Nếu anh làm xã hội đen em không chơi với anh nữa đâu. Nghe, không làm đàn anh thì dễ bị ăn hiếp lắm đó. Anh không ghẹo người ta, ai ăn hiếp anh chứ? Thằng Đại Thiên Nhị kìa, em đâu có ghẹo nó vẫn ghẹo em như thường. Tính tất em ghét nhất là bọn xã hội đen. Anh có biết tại sao má của em dẫn em và thằng Hào tới Hồng Kông không? Ai mà biết. Chính bởi vì trước kia ba em là đàn anh xã hội đen của Ma Cao đó. Em ghét ổng lắm. Sẵn đây mới hỏi nha, tương lai em muốn làm gì? Tương lai em muốn du học ngoại quốc, kiếm thật nhiều tiền mua căn nhà cho má và thằng Hào ở, rồi kiếm một anh chàng vừa có tiền vừa đẹp trai vừa thương em nữa. Wow, cũng ngầm lắm chứ. Làm người phải có ý chí và mục tiêu, như vậy mới có ý nghĩa chứ. Làm đàn anh cũng là mục tiêu mà. Cần nói, tương lai anh sẽ nói nghệ Lý Thứ Long thành Long, vậy có chịu không? Ok, đánh vậy chưa cho coi đi. Tâm thập bát trưởng đây, thấy rõ chưa? Chưa. Đây là thí thương quyền. Đá vậy cứu coi. Ra thằng cha mập này dám chọi tao hả? Tao đánh cho mày chết luôn nè. Chết mày nè, dám chọi tao. Cho mày chết đi, cho mày chết đi. Cho mày chết, dám chọi tao. Đừng mà, cho mày chết nè. Đừng có chạy nha, đừng có chạy. Mau lên, mau lên. Mau lên, lẹ lên, lẹ lên. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Đốt đi, đốt đi, mau lên, mau lên. Đốt đi, mau lên. Đốt sụp bát nó đi. Lẹ lên, mau lên. Ây da, ây da, dập tắt ngọn lửa bao đi, giảm phóng hỏa hả? Đi theo tao, mau lên, đi đi. Mày dám chờ tao hả? Ê, cái sạp báo của tao, cái sạp báo của tao cháy rồi. Ê, đợi cái sạp lại cho tao, đợi cái sạp lại cho tao. Đợi lại đi. Nè, chết chưa? Đợi sạp bán lại cho tao. Đợi lại cho tao. Phóng hỏa. Phóng hỏa cháy luôn cái chung cư này, tội nặng lắm đó, có biết chưa? Mày tối ngày ưa cái chuyện. Đến nỗi à, cái sạp báo của ông già mày chắc cũng sẽ bị cháy luôn quá. Đại ca đi, sau này thì em không dám nữa. Ở chung một chung cư mà, sau này phải biết giúp đỡ lẫn nhau đó, có hiểu chưa? Bắt tay nhau về đi. Mau lên. Gà rừng, bao bì, tèo tèo, Đại Thiên Nhị, bốn đứa đúng là tiểu ác bá trong chung cư. Cũng may nhà má tôi là chị Kim dữ quá, cho nên dư sức kiềm chế bốn người. Ê, đổ rác đi. Có ngọc ngà châu báu vàng bạc gì đem đổ hết đi. Đem đổ đi, mau lên. Đem ra, lẹ lên, đem ra đổi, mau lên mau. Đổ đi, đi đi, lẹ. Con hờ, nhỏ tiếng chút đi, thằng Cường đang bệnh, nó đang ngủ đó. Gà con cho mày gọi sao, kêu anh gà đi. Quỳ, Thím Lương à, thằng Cường bị bệnh thì dẫn nó đi khám bác sĩ đi. Để nó trong nhà làm gì chứ? Cường à, đi khám bác sĩ đi mày. Bà con lắng giềng không cần biết, cậu quá thành con gà hồi nào. Tóm lại đừng có phá làng. Không có phải là phá đâu, bà Thím. Đúng. Đúng, bây giờ cũng đâu có phải là khuya lắm. Đúng. Còn nữa nha má thằng Cường, tối ngày nó tới sập báo của tôi, ăn cắp báo khiêu dâm để coi đó. Cường có phải bình thận hay không nữa. Đừng nói bậy, thằng Cường mới 12 tuổi thôi, đi hết đi. Thím à, lúc 11 tuổi tôi đã biết bắn. Đúng rồi. Không thèm nói với tụi mày. Cường à, ê, đi khám bác sĩ đi. Đúng rồi, đi 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 đi. Khám bác sĩ đi, đi 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 đi. Sợ hả? Gì chứ, mày sợ má mày chửi mày sao? Tao không phải là sợ bà chửi. Vậy sợ gì? Tóm lại cái phạm vi này đừng có ồn. Chứ mày ở bên này chứ đâu phải là ở bên kia. Thì đúng rồi. Tóm lại là đừng có ồn, ok, ok. Cái khu này là dưới quyền của tao, ok. Muốn phá đi chỗ khác đừng có la lối đây. Được. Ê, chơi 4 giờ, đúng rồi, chơi tới sáng luôn. Đúng rồi, chơi chết nó luôn. Nè, mưa ra. Chị hai của em đâu? Đang ôn bài. Vậy mày đi đâu vậy? Mình mới chị tới anh. Bây giờ tìm em mua hành. Cái thằng mắc dịch này, lâu cá thiệt đó. Độc chết thiệt, quá đáng mà. Bình cho nó phải không? Mua hành mắc mới gì tới mày? Con nhỏ thì ôm bài, gà rừng thì ôm gái. À, đừng có nói xấu người ta mà ôm gái cái gì chứ. Đang học bài đó,
mình đã đối diện đương nhiên phải lo cho hàng xóm một chút chứ. Mày sắp làm tổ trưởng hỗ trợ phỉnh gái rồi. Chị Kim, chị Kim, chị Kim. Gà con, chuyện gì vậy? Cô Chi ông bài hả? Tụi cháu đâu có phá. Tụi bay đừng có đứng ngoài cửa làm nó phân tâm mà. Nè, đi vô, đi vô, đi vô đi. Vô thì vô. Còn nữa, sáng mai thi sinh ngữ quan trọng lắm, hãy ngoan nha. Đánh mặt trượt đi. Chỗ của tao, qua chỗ khác đi. Đi mau lên. Chuyện gì đây? Quay, hai anh em mày ngồi đối diện nhau đi. Có cần như vậy không? Bộ sợ tao ăn gian sao? Nè, chơi nhiêu vậy? Nhỏ tiếng một chút có được không? Nè, coi chừng một chút đi. Làm ồn tới bạn gái của người ta đó. Đánh mặt trượt không ồn đâu có vui. Ai nói vậy? Đừng có lộn xộn. Có câu này chắc mày chưa nghe qua đâu. Họ thường nói là tình trường đắc ý thì đổ trường thất ý. Ê, bốn mắt của chừng thua lọt trong té nổ đó. Mày mới bị thua, bóc bài đi. Lên đi, mau lên. Qua, đại hạ, đại hạ, tới. Nè, 128 đồng. Bao bì nữa đúng đó. Tình trường đắc ý thì đổ trường thất ý, phải không? Nè, thơm quá, ai nấu cơm vậy? Đúng ha. Chị Kim vô cơm. Cô liếc mắt dòm tao kìa. Bao nhiêu đó cũng đủ chết rồi. Mau đưa 128 đồng đi. Lẹ lên đưa đi. Mau. Nè, sẵn đây mới hỏi nha. Con biết mày thương cổ không vậy? Cô cần phải hỏi thẳng vô đề vậy không? Cô có chịu mày không đi? Cha nội à, cổ ở đối diện quen biết từ nhỏ tới lớn mà. Cô nói giỡn cũng biết rồi. Cô phải không hả? Quỳ. Vậy thì mày có dẹp đi mày. Tưởng linh lông vàng hả? Muốn bóp cho nào bóp à? Chê như là chưa được. Chưa cái gì chứ. Cổ kìa. Mày có cổ giống ai đây? Đúng là thiên sứ dễ thương. Cổ này thế nào? Ê em Chi, sao đúng lúc vậy? À? Sao đúng lúc quá vậy? Vậy mà cũng gặp được em. Đương nhiên không phải, cố tình chờ cô đó. Ê, anh mập và tèo tèo đâu? Cả đám là tứ nhân bang đi lang thang đó mà. Hai ảnh đâu có rảnh, chỉ có hai anh thôi. Kỳ thi lần này thế nào? Thường thôi. Lạc Vĩnh Chi bạn của mày hả? Ảnh kế bên nhà của tao. Là gà rừng, còn anh này là đại thiên nhị. Chào. Thái. Chào. Hello. Không làm rộng mấy người nói chuyện nữa. Đi về nha. Được rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cũ của em là Lạc Đà Chi hả? Lạc Vĩnh Chi. Lạc Vĩnh Chi. Hai anh kiếm em có chuyện gì? Bạn của em cũng biết điều lắm chứ. Nè, tôi cũng xin phép nha, không quấy rầy hai người. Thiệt hả? Đúng vậy. Nói chuyện chút đi. Bye. Nè, đi đâu vậy người đẹp? Về nhà chứ đi đâu? Đi chơi nha. Nè, kiếm em có chuyện gì? Không, có bộ phim mới của Châu Tinh Trì, vui kì lắm. Anh định tới rủ em đi coi. Em biết, đừng báo hổ ghẹo thương chứ gì. Em cũng muốn coi. Vậy cũng tốt, để em đi mua vé. Coi như là sau đợt thi sẽ được bớt căng thẳng. Em mua rồi. Tốt với anh quá. Em hẹn đi coi với người khác. Xin lỗi nha cà trừng. Bạn của em hẹn em trước. Tới rồi kìa. Bye bye. Bye bye. Chờ lâu rồi hả? Dính Chi. Cà trừng. Qua đây. Đây là anh Chưa Chưa, anh Gà Rừng. Triệu Sơn Hà. Nice to meet you, Triệu Sơn Hà. Anh Gà Rừng ở bên cạnh nhà em, đã quen lâu lắm rồi. Loại chơi thân từ nhỏ đó. Chơi thân từ nhỏ á? Gà Rừng à, hay là em biểu thằng Hào đi coi với anh nha. Tới giờ rồi, đi. Bye bye. Bye bye. Mình về coi phim sex. Nè chơi với em đi, anh bắt cái nút này nha, em bắt cái nút này. Nhớ đó, nè, anh thua rồi đó. Thua rồi.
đừng có làm phiền anh chú Châu mà. Qua bánh chơi đi, mau lên. Thế nào, nó phiền lắm không? Đâu phải, nhưng anh chơi cái trò này dở lắm đó. Có cơm ăn rồi, ráng chờ chút xíu nha. Dạ. Mình đã lại ăn cơm thật sao? Má của em làm cơm ngon lắm. Anh tính đi ăn hữu quà đồ Nhật với em đó. Nghe nói chỗ đó có nhiều minh tinh lắm. Hôm khác đi. Má của em muốn trò chuyện với anh mà. Ăn cơm. Wow, thơm thiệt đó. Cơm thường thôi, đừng khách sáo nha. Tự nhiên hả? Ăn đi, đây là món cánh lột cua ca trứ dành của má em. Ăn đi. Cảm ơn. Mà mì giải thích đi. Món cánh gà cua ca. Bác ướp cánh gà bằng coca cho nên ăn hơi ngọt. Cầm thêm cánh gà ngon nhất quá thành món cánh gà coca có má nè. Nhiều chuyện. Ngon thiệt đó, thưa bác. Có thể nói còn ngon hơn cánh gà Thụy Sĩ của quán Tây Bình nữa. Anh Jock à, nhà cháu ở đâu vậy? Do núi Gia Vinh. Cái khu đó đắt tiền lắm, mười mấy ngàn một phút lận. Em muốn đi tham quan. Em cũng muốn đi chơi game. Chờ cái khỉ cô, ăn đi. Ba má cháu ít khi ở nhà lắm. Jock à, cháu quen con chị lúc nào vậy? Tụi con mượn sách trong thư viện, chỉ có vậy thôi, không có gì hết. Đâu có phải hỏi con. Sự thật là hôm đó cháu đi thư viện mượn sách, và cổ cũng đi thư viện mượn sách, chỉ vậy là quen nhau. Tuổi trẻ bây giờ thì là nhanh chóng. Ăn đi. Ăn đi. Dành ghế của tao làm cho tao bị thất tình. Ta đang bị thất tình đó. Giúp tao ăn ủi tao đi. Ăn ủi tao đi, ăn ủi tao đi. Mẹ ăn ủi tao chút có được không? Ăn ủi cái miệng chút đó. Vừa vừa thôi mà. Đừng, đừng, đừng má. Đừng. Gì vậy? Anh làm gì đây? Đừng có la. Anh làm gì vậy? Hay là làm kép của em đi? Kép cái gì chứ? Anh làm gì vậy? Nè, 90 đồng. Không được, đưa luôn 100 cho nó đi. Đi mau đi, bữa khác tao đưa. Thiệt đó nha. Biết rồi mẹ. Quy. Chuyện gì? Thằng nào hiếp em, cho anh biết đi, anh đập nó. Không có mới tới anh đâu. Anh biết là không mắc mới tới anh, nhưng ai biểu em ở đối diện nhà của anh. Hàng xóm với nhau, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Anh biết là em không thích anh. Anh đương nhiên là không được sáng chói như là cái thằng nhà giàu tên Cho gì đó. Đừng có nhắc anh có được không? Đúng là nó ăn hiếp em. Để nó không mắc mới tới anh mà. Cái gì mà không liên quan? Bộ không phải giống như hồi nhỏ chuyện gì em cũng nói cho anh biết sao? Vậy mà cũng không chịu sao? Anh nói loại chung cư này không phải cho con người ở. Đồ mắc dịch. Anh còn nói thằng Hào cứ làm phiền ảnh. Mắc dịch. Anh còn nói thích ăn cánh gà coca của má em lắm. Mắc dịch. Anh vô duyên quá, vậy mà cũng chửi nó. Nè, như vậy rõ ràng là đòi chia tay rồi. Em có đòi tiền chia tay không? Cái gì? Anh coi em là cái gì? Vậy em có bị thiệt thòi cho nói không? Gà con à, anh nói chuyện càng ngày càng thô tục, tư tưởng càng ngày càng bẩn thỉu. Hỏi cho biết cũng tốt mà. Nếu cái thằng mắc dịch đó lợi dụng em, không những là anh không tha cho nó,
cả cái chung cư này cũng không tha nó đâu. Em không thể nói với anh. Thấy khỏe nhiều rồi đó. Uê, nói thiệt chứ, anh thì không hiểu, không phải bây giờ không hiểu, mà hồi nhỏ đã thắc mắc rồi. Má em nuôi em kiểu nào mà em cao quá vậy? May là anh đứng thẳng cũng không có lùn lắm. Thiệt không? Cảm ơn nha gà con. Sau này em không nghĩ tới nó nữa đâu. Thiệt mà. Đúng ra từ lúc đầu cho tới bây giờ không nên cặp với thằng mắc dịch đó mà. Muốn có bạn trai đương nhiên phải kiếm trong chung cư của mình. Wow, anh đã có nhân anh, ai mà chịu nổi, có phải không? Dạ. Gì? Ít ra trước sau như một. Nè, em muốn ăn bánh cuốn. Cũng được. Anh đang đói bụng mà, ăn một bữa cho đã. Ăn xong rồi quên hết, không nhớ nó nữa. Ngừng xe. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xuống. Xuống xe mày. Mày của con nhỏ tên Vĩnh Chi phải không đây? Mấy anh muốn sao? Mày có phải tên là chơi rồi bỏ hay không? Công tử bột, biết mặt tao chưa? Anh là gà rừng mà. Cái gì? Biết lỗi rồi hả? Ủa ạ. Tôi đã chia tay với cô Nhi, nhưng mà không có làm gì có lỗi với cổ đâu. Mày không có làm gì có lỗi với nó hả? Mày lừa gạt tình cảm người ta là không có lỗi à? Mày lừa nhục thể người ta không phải có lỗi sao? Có lừa gạt nhục thể người ta không đây? Không có. Nắm tay coi như là có rồi. Tao không cần biết. Mày hả, phá vợ của tao. Vì để bồi thường mày gây tổn thương tâm hồn của nó. Lấy 54.000 đưa cho tao. 54.000 kìa. Anh gà rừng à, tôi đâu có đem theo nhiều tiền như vậy chứ. Bây giờ không có hả? Đi bấm máy đi, không biết bấm máy hả? Đúng. Đừng có tiếc rẻ á. Nếu không tôi gặp đâu đánh đó đó. Đi. Anh giỡn cái gì đây? Ra đây. Khuya lắm rồi. Khuya như vậy cô có chuyện gì đây? Tặng cho em cái đồng hồ Rolex. Wow. Sao lại tặng cho em? Thì tiền ở ngoài đường mua rồi đương nhiên phải tặng cho em. Khi không anh tặng quà quý giá cho em, anh biết em sẽ không nhận mà. Cũng không phải khi không đâu, có liên quan tới em đó. Liên quan cái gì? Cái thằng hiếp em đó. Anh và Đại Thiên Nhị bao bì về thằng Tèo, đập cho nó một trận. Anh đánh người ta hả? Đương nhiên phải cho nó một bài học chứ. Nó bỏ con nào thì kệ nó, bỏ em thì không được. Anh đánh ảnh tôi nói thế nào? Đâu có gì ngoài đầu mình tứ chi của nó. Nằm nhà thương vài tháng là xong chuyện mà. Anh thì quá đáng mà. Quá đáng cái gì? Chỉ bắt nó bồi thiền tiền cho em, bù nỗi đau thương tâm hồn của em thôi. Có gì mà quá đáng? Vậy mới có tiền mua đồng hồ cho em chứ. Em không cần đâu. Việc làm của anh có khác gì xã hội đen. Em không muốn làm như vậy. Mình ở trong cái khu này, dù không phải xã hội đen, họ cũng nghĩ mình là xã hội đen. Anh có thể giữ cho anh trong sạch mà. Đâu có ai biểu anh cặp với xã hội đen chứ. Đã cặp rồi. Anh nói gì? Anh và thằng Hạo, Đại Thiên Nhị bao bì và tèo teo đã theo đại ca 13 lần rồi. Anh tham gia xã hội đen hả? Anh tham gia xã hội đen. Anh tham gia xã hội đen. Em ghét nhất là bộ xã hội đen, biết không? Ok, xã hội đen phải không? Có quyền đánh đập người ta, có đúng không? Tống tiền người ta có phải không? Làm đủ chuyện xấu, muốn làm gì thì làm. Em không muốn nói chuyện với anh. Vĩnh Chi. Vĩnh Chi à?
Chuyện gì buồn rầu vậy? Con nhỏ của mày đâu? Nói gì đây? Con nhỏ nào? Con chi đó. Tối nay tới Mỹ quan sầu quyết nha. Sao lại ngon lành quá vậy? Hả? Cầm cái Rolex được mười mấy ngàn, ăn một bữa cho đã đời đi. Cái Rolex không phải là tặng cho con chi sao? Người ta không chịu không lẽ bắt người ta phải nhận. Chị hai anh gạt kìa. Thôi đi đi. Đi. Ê. Chờ tôi với. Chờ tôi. Sẵn sàng chưa cha nội? Nè đừng có giật nữa nha. Đại thiếu nhi, bắt đầu đi lẹ lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đến ngay vào mặt. Giọng ngay vô mỏ. Không phải, không phải. Đánh ngay trán. À đúng. Dùng hết toàn lực, đá thẳng. Đá cho nó té ngửa luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Tiến tới, đúng rồi. Đúng rồi, đánh ngang không, đúng rồi. Đưa gối lên, đúng. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ. Xuyên quá à, muốn đánh chết con người ta sao? Đại ca! Đại ca! Sao cô đơn quá vậy? Không theo tụi nó tán gái à? Tán cái gì? Đại ca! Chừng nào dẫn tụi em tới chim sa chuỗi để biết thiên hạ đây? Muốn biết thiên hạ hả? Đương nhiên! Không lẽ số đỡ trong cái khu này, gà nhà đá nhau có phát tài gì chứ? Còn muốn phát tài nữa hả? Đương nhiên là muốn! Nếu không đâu có thể mua nhà lầu xe hơi. Còn nữa, không phát tài đâu có ai biết mặt. Nói cũng đúng. Được, tối nay dẫn cả đám tới chim sa chổi đi. Thiệt quan ô. Còn nữa, tối nay có hẹn với bọn Phúc Kiến, cái bọn chim mua băng cấp Mercedes với Volvo đó. Wow, ăn cắp xe hèn lắm. Làm ăn thôi. Nghe nói vợ này mày teo lắm mà. Đồ có, tự lo liệu đi. Ê đại ca, sao đây, mấy chiếc xe tụi Hàm Mông thế nào? Xong xuôi rồi đại ca, hết sức là an toàn. Thiệt mới nói nha, đừng để tao có phiền phức. Anh Phúc, anh Bi tới rồi. Vậy sao? Xin mời. Chào đại ca Bi. Anh Phúc xin lỗi tới trễ nha. Xin lỗi anh Phúc tới trễ nha. Ê, ê, không sao, không sao, không sao. Nè, ngồi đi. Đi chào anh Phúc. Hiểu rồi, quay đi ngồi, quay đi ngồi. Mấy thằng nhỏ Lâm Điền, Tân Bình. Vậy hả? Có chuyện coi chừng giùm tôi. Ê, tuổi trẻ gan dạ mà, tụi bay tốt số đó nha. Được theo đại ca Bi. Có thể tung hoành giang hồ rồi. Anh thì khá rồi. Sao đây? Báo mới đăng tin chim sa chuỗi mất 8 chiếc Mercedes. Anh cũng hốt được một mớ mà. Đều có bao nhiêu? Nè má mày, kêu mấy con nhỏ vô đây. Ok. Thanh niên tuổi trẻ, cạn ly. Nè cạn ly, cạn ly, cạn ly. Chúc anh sức khỏe dồi dào, tiền vô ao ao. Cảm ơn, cảm ơn. Nè vô. Mời, mời. Mời, mời. Anh Phúc, kêu miếng gì hốt nha? Tự nhiên, đừng khách sáo mà. Ê tụi bay, tự nhiên đi. Ăn đi. Má mày bưng thêm trái cây đi hả? Kim Ngư Ngọc Ngư lửa đó nào đây?
Không cần biết Kim Ngư hay Ngọc Ngư, bước vào phòng của anh Phúc này á, con nào cũng phải chơi hết. Còn Cao, đi đâu chứ? Qua ngồi với anh Phúc đi. Phi Phi, anh Phúc gọi Kiều qua bển đi. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Tiếp đãi anh Phúc đàng hoàng nha. À, khá lắm, khá lắm. Yên tâm đi, anh Phúc thương em lắm hả? Cạn ly với anh Phúc đi. Quê, dễ thương lắm. Hey, lịch sự đàng hoàng, không có mùa địa điểm. Phải. Anh Phúc thì khoái lắm. Anh Phúc à, Phi Phi mới làm ngày thứ hai thôi, đúng là kiềm ngừ đó. Phi Phi hả? Phi Phi đó. Tối nay cho em là cái chắc rồi. Hey, thiệt nết nào quá ha. Anh biết không, cổ chịu chơi lắm đó. Cạn ly anh Phúc đi. Uống đi, sợ hả? Anh Phúc mà, cạn ly đi. Tôi dám tự hào nha, làm ăn với bọn cộng sản á, không có ai bảo bằng tôi đâu à. Buôn lậu xe hơi tưởng dễ lắm hay sao chứ? Phải đút lót cán bộ đều đều đó. Ai mà không biết anh một cây chạy của sao? Bọn Trung ương cũng biết mặt mà. Ê, Trung ương biết hay không tôi không biết, nhưng mà chỗ này á thì tôi biết rõ dữ lắm. Nè em gái, cho anh chờ chút đi ha. Tôi bóp cái coi thiệt hay giả đây hả? Ê, người đẹp đừng mắc cỡ ha. Đừng làm ẩu nha. Mày làm gì đây? Sao vô lễ quá vậy? Em nhỏ, mày tên gì? Em tên Gà Rừng. Em không có ác ý đâu. Xin lỗi anh Phúc nha, anh nói sai rồi, xin lỗi nha. Đâu phải làm sai đại ca. Vậy thì mày muốn sao? Em muốn chơi con nhỏ của anh. Mày nói cái gì? Nó là vợ của em đó. Nó là vợ của mày? Phải. Thằng nhỏ, ta cho mày biết, tao bây giờ mua ticket cho nó. Nó đang kiếm tiền của tao. Còn nữa, mày là cái thớ gì ăn nói kiểu này với tao hả? Nhưng mà tao khoái lắm. Tao khoái mày gan dạ. Tao coi trọng mày. Còn Phi Phi, qua đây, theo chồng mày đi về. Má mì, mau kiếm con khác cho tao. Ai à, được. À, anh Phúc à, xin lỗi nha. Đừng có ăn thua gì, cạn ly. Anh Phúc, em không phải ác ý đâu. Cô đúng là vợ của em mà. Tại dạo này tụi em gây gổ nhau, có chuyện gì sẽ không nói với anh, đi chọc tức anh. Em cố tình tới đây làm là chọc giận anh hả? Có phải không? Nói mau có phải không? Chi? Nhóc con làm gì vậy? Còn không được theo, dượng đi. Đàn bà đâu có gì, về nhà cho vài cú thiệt gần á là hết chuyện mà, biết chưa? Đi đi. Cái thằng ngu này. Anh bây giờ càng ly. Nó tên gì vậy hả? À, Gà Rừng. Gà Rừng có nghĩa khí lắm. Càng. Lại chính chị đứng lại. Đi chỗ khác đi. Sao em làm chỗ này? Sao em làm Kim Ngư? Em cần phải kiếm tiền. Cần tiền nói với anh đi, anh giúp em mà. 150.000 đó. Anh giúp em một cách nào? Em đã xin công ty cho mượn 120.000, em không làm được. Em trở về. Em cần nhiều tiền vậy làm gì? Má của em bị bệnh kìa, phải giải phẫu 100 mấy ngàn đó. Đi đi. Anh không cần biết, tối nay anh mua ticket của em, anh là khách của em đó. Anh của em là cái gì? Của em là cái gì? Em nghĩ em đang làm gì? Hả? Muốn làm Kim Ngư thì đi làm hả? Vậy anh hỏi em, nếu thằng đàn anh hồi nãy có đòi lên giường với em phải làm sao đây? Không lẽ em lên giường thiệt? Má mì sẽ giúp cho em mà. Má mì giúp em hả? Cái hạng má mì này mà giúp em à? Em đi tin bả, thà tin anh còn hơn. Lấy cái gì em tin anh đi? Anh giúp em có tiền được hay sao? Anh là cái thứ gì? Anh là cái thứ lưu manh thôi. Đúng vậy, anh là cái thứ lưu manh. Rồi sao? Vậy là không có tương lai. Em có à? Trong trắng ngọc ngà hả? Ngon lắm hả? Đi làm đĩ thôi. Nhưng cũng đúng chứ, em làm đĩ, anh lưu manh, vậy là hợp rơ quá rồi còn đội gì nữa. Tránh ra đi, ai hợp chơi với anh? À, anh đi đi. Chứ anh chứ gì? Bây giờ vội lắm hả? Anh giúp không được đâu, anh tới làm gì chứ? Em còn phải đi làm. Ai làm gì vậy? Kỳ lộn hả? Đứng ngay ngoài phố muốn đóng kịch à? Ăn mặc gì kỳ vậy? Để miền Bắc hả? Không phải đâu, địa phương đúng hơn. Chơi thử nha. Thiệt không đây? Thử đi. Thế nào, chơi được không? Cũng ngon lắm. Thử lần nữa đi. Tao ra thêm lần nữa cho mày coi.
Trời ơi, quái dạo mẹ mày nè. Nè, đừng có đánh nha. Quỳ dậy, đứng lại. Tôi lưu manh vậy đó. Chờ máu rồi kìa. Lạc Vĩnh Chi, nếu em còn nhớ lúc mày mới dọn tới, Lạc Thiên Nhị đang hiếp em, anh đánh nó như thế nào hay không? Lý Sơn Hà, anh đúng là tật xấu khó sửa. Anh muốn nói cho em biết, bất luận người nào ăn hiếp em, anh đều đứng về bên em. Không những đánh nó, giết cũng còn dư sức đó. Anh điên rồi. Anh điên hả? Muốn đi đâu? Về làm việc. Còn đồ gì làm? Về thay quần áo đó. Ăn mặc như vậy tưởng em muốn hay sao chứ? Được, có phải cũng đẹp lắm mà. Cô chị không cho cháu biết bác vô nhà thương, nếu không cháu đã tới thăm rồi. Dù sao mình cũng là hàng xóm mà. Hàng xóm rồi làm sao? Cậu tối ngày không về nhà. Cậu theo cái bọn đàn anh lăn lóc giang hồ làm ăn có được không? Đi theo họ đâu có tương lai gì. Dọn gì? Mày đáng học đi, đừng có học hư đó. Đổi tánh rồi sao? Giúp tôi dạy con hả? Không phải. Tôi biết chuyện của tôi mà. Má à? Tôi nói sai hả? Anh nhờ, đừng chọc má em có được không? Không liên quan tới nó đâu. Cổ họng của má thấy ngứa. Chị à, con và thằng Hào ra mời cô y tá vô đây. Chị Kim, chị chắc chắn khỏe lại mà. Cũng vì chị bị bệnh, cô Chi đã thao giác lắm rồi. Nó hiếu thảo tôi biết mà. Gà con à, cậu thích con Chi của tôi lắm phải không? Cô đâu có chịu tôi. Nó đâu phải là con nhà giàu cành vàng lá ngọc gì chứ. Tôi là cái thằng lưu manh. Nếu như gặp thời, quả mai được làm đàn anh. Nếu không gặp thời, chỉ là cái đám lâu cá. Cô Chi thì khác. Tôi tin là cô sống có kế hoạch, nhất định có tương lai. Nhưng mà con người chưa hẳn có thể thực hiện kế hoạch tương lai của mình. Chẳng hạn như tôi, tôi cũng không hiểu tại sao lại đi theo ông già của con Chi. Tưởng rằng có thể có nơi nương tựa tốt đẹp, nào ngờ cũng chia tay thôi. Lúc tôi còn nhỏ đã biết chị là người kiên cường, một người đàn bà đã nuôi hai đứa con. Chị giỏi thiệt. Thật ra tôi là người đàn bà thất bại đúng hơn. Tôi chỉ mong con gái tôi có thể kiếm được người thật lòng yêu nó. Gà con à, cậu sẽ một lòng một dạ yêu con Chi của tôi có phải không hả? Vậy mà tôi cứ nghĩ chị ghét tôi lắm. Bọn lau cá cũng có kẻ tốt bụng mà. Biết đâu cậu sẽ là thanh niên gương mẫu.
阿妈同你讲咩啊？Sau khi tôi khôn lớn thì tôi mới biết cái gì gọi là chết sống có số. Vì chạy tiền thuốc men cho má, chị hai đã lao tâm lao lực, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thì tôi bắt đầu mới biết tại sao bạn gái của tôi lại phải đi làm gái. Hai tháng sau má tôi qua đời. Đồng thời anh Hào cũng hứa là dẫn tôi và chị hai về Ma Cao. Sao không có chiếc xe nào hết vậy? Gà đừng quay, cuốn gói bỏ đi đâu vậy? Dẫn cô chị về Ma Cao. Về Ma Cao làm gì? Đón chuyến tàu sao đi? Qua nói chuyện với tao. Đại ca à, em không đi đâu có được. Chị Kim chết rồi anh cũng biết mà. Em đã hứa với bà là có chuyện hai chị em họ. Hôm kia mày nói muốn làm ăn mà. Đi đi. Đừng mà đại ca. Đi đi. Có gặp không? Điện thoại của anh và Trần đã thông rồi nhưng không có ai nghe. Sao kỳ cục quá vậy? Ăn ngỗng quay đi. Ngỗng quay chỗ này á, ngon hết chỗ chè đó. Vậy hả? Nè đốt ra đốt ra. Xin lỗi nghe, tôi không có dám ăn ngỗng quay. Bữa nay tôi bàn chuyện gì đây? Ê, mày đừng có hỏi nhiều. Đại ca biển mình tới đi, đương nhiên là đãi mình ăn rồi. Khỏi cần phải nôn nóng đâu, con Chi đang chờ mày đó. Quay, cái thằng đàn em này của anh á, thiệt ngon dữ lắm đó. Anh Phúc à, gọi tôi tới đây không phải chỉ ăn ngỗng quay chứ? Không. Để biết người ta phải đi Ma Cao mà, còn kêu tới đây bạn gì chứ? Con Chi đang chờ tao bến tàu đó biết không? Làm tao mất mặt hết trơn à? Vậy sao? Bây giờ phải tính sao đây? Như vậy à? Dưới bạn của họ có đồ nghề đó. Ở Hồng Kông có cái đám Hồng Hưng muốn giành mối làm ăn với tao. Bọn họ dùng cano chở xe hơi qua bên kia. Anh Phúc à, anh không phải nghi ngờ tôi chứ? Ê, anh B, đừng có nói vậy nha. Tụi mình á là anh em mà, là người ta nói tôi biết thôi. Hay là mình ra tay trước đi. Chắc anh không làm vậy đâu. Thằng cô khốn nạn. Đại ca, chạy tiếp đi, chạy đi, chạy đi, chạy. Chém chết mẹ nó. Đại ca, chạy đi, chạy đi, chém nó. Đại ca, chạy đi, chạy đi, chém nó. Đại ca, chạy chết mẹ nó đi. Chạy mau. Xưa cái bến tàu nhỏ xíu à, còn bây giờ cây cầu trực thăng cũng có thể đáp được. Tro cốt của má em để đâu? Nghĩa trang Hiếu Tử. Chị hai của em và má của em, cả hai người đều có tánh cương quyết. Hôm đó nếu như anh có thể đi chung với tụi em, có phải là hay lắm không? Chuyện đời có nhiều khi ông trời đã xếp hết rồi. Anh không thể đi Ma Cao với chị hai của em, bởi vì anh phải bắt đầu cuộc đời chạy trốn của anh. Ông chủ, số 2728 dọc quán nằm ở đâu vậy? Anh kiếm thằng quê liều hả? Anh hỏi của tôi. Anh đằng kia kìa.
Tầng 35. Mày dám rình tao hả? Dám rình tao? Đừng có giỡn mà. Ui, nè, đừng có giỡn. Tao mới dịch, dám rình tao hả? Mày dám rình tao hả? Đừng có dịch cho mày chết nha, dám rình tao. Quay nè, nè, nè. Tao mới dịch, cái gì được chạy nha. Cho mày chết nha, dám rình tao hả? Cho mày chết nha. Đừng có bậy nha, đừng có bậy. Tôi sẽ kiếm người đó. Chết nè, chết đi. Tôi sẽ kiếm người đó. Quay nè, kiếm người đó. Kiếm ai vậy? Kiếm anh họ của tôi là Quê Liều. À, gà rừng hả? Anh họ của anh mới đi Đài Loan. Trước khi đi ảnh có nói là anh sẽ tới đây ở một thời gian. Chị Ly chị họ hả? Đúng rồi. Qua đây qua đây. Là em họ của anh họ em đó. Ảnh xảy ra chuyện ở ngoài, sẽ ở đây một thời gian. Lại là thứ lưu manh chạy lần đó hả? Ê, đừng nói bậy nha. Tôi không phải thứ lưu manh của nó đâu. Nó là em gái của tôi, gọi nó là con trâu được rồi. Chị hai, vậy chứ nó nằm ở đâu? Tất nhiên là nằm ở đây rồi. Gà rừng à, tôi có một cái quán ở Hồng Kông, tôi thường phải ra ngoài đó. Anh ở tạm đây đi, hơi chật một chút. Đâu có, hoàn cảnh khá lắm, không khí trong sạch lại có cá tươi ăn nữa. Thỉnh thoảng được dùm lén gái cũng khá chứ. Nè nè nè, để tôi, đừng có xấu. Chị à, mau lên. À, ăn cơm. Cơm thường thôi, đừng có chê nha, gà rừng. Đâu có, bình thường tôi cũng ăn vậy mà. Đồ bắt dịch, muốn lợi dụng chúng tôi hả? Ý của tôi đâu phải vậy. Muốn lợi dụng cũng đâu có lợi dụng chị. Nghèo mà ham. Chị à, tại sao chị phải giữ cái tên lưu manh này lại đây chứ? Ê, đủ rồi nha, đừng có tối ngày nói xấu tôi đó. Ê, nói giỡn thôi, nếu ghét anh thì đâu có mượn cơm chung với anh. Đồ nhỏ mọn. Chị hai, chị thấy em có đủ sức đi thi Hoa hậu Hồng Kông không? Wow, thôi dẹp đi. Cô mà thi Hoa hậu Hồng Kông hả? Đẹp cỡ như cô, chịu khó lại đi câu cá đi. Tôi cũng đẹp sao? Ê, gà rừng, anh thấy đứa con trâu đi thi tuyển Hoa hậu Hồng Kông, nói thiệt đi, nó có cơ hội hay không hả? Đúng rồi, có cơ hội không? Có. Thiệt? Khi nào tôi là ban giám khảo thì có. Tôi sẽ cho cô cái giải đánh đá. Wow, anh nói cái gì? Ê, đừng có tối ngày hỏi cái đánh người ta mà. Coi chừng tôi thục cô đó. Thôi thôi, tôi thọt anh trước nè, thọt nè. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa, đồ tào lao. Còn không ăn sẽ bị nguội đó. Ê, vô lưng lắm, đi vô đi. Nói chuyện với anh có được không? Nè, ăn ở phụng đi. Ê, cô là người Đài Loan hả? Sao khi không tới chỗ này để làm dân chài? Tôi là người Đài Đông, vốn đã là dân chài rồi. Từ ngày chị hai đi theo anh quê, đã không còn bà con nữa, bắt buộc tôi phải theo tới đây. Ê, tại sao phải bỏ chạy vậy? Không, giết chết một đàn anh nên chạy trốn thôi. Cho anh biết nhờ, tôi có đệ lục cảm. Đệ lục cảm là gì? Đó là mỗi khi có chuyện nguy tôi đã biết trước. Ghê vậy hả? Kép của cô đâu? Cái gì? Bạn trai cô đó, không lẽ không hiểu? Không có. Còn anh, có bạn gái chưa? Ngày xưa thì có, bây giờ đã hết rồi. Sao vậy? Bỏ chạy rồi thì không có. Cô bỏ chạy? Tôi bỏ chạy. Hỏi nhiều làm gì? Không, chị hỏi cho biết. Tôi được, tôi về ngủ. Còn sớm mà, ngồi thêm chút đi. Nguy lắm, đệ lục cảm lại tới nữa rồi. Có gì mà nguy? Quay. Wow, mắc câu rồi. Cô thì không đây. Tôi đã nói tôi có đầy lục cảm mà, lại không tin. Khi không lại câu đựng chiếc dài ngoài biển. Cơn tao hả mày? Bye.
Chị Châu à, tiền đây nè. Nè, dạo này cá hơi nhỏ đó nha. Nói với chị hai của tôi đi. Nè, chó sói của chị đó hả? Nói gì đây? Anh nói cái gì? Anh nói cái gì chó sói đây? Xin lỗi, xin lỗi. Muốn chọc tôi hả? Cái đồ mắc dịch mẹ mày. À đúng rồi, cô nói là cô có đệ lục cảm. Đệ lục cảm là cái gì vậy? Con người bẩm sinh có năm cảm giác: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Đệ lục cảm là một trong những số này, là một cảm giác rất là khó giải thích. Có người có người không. Có biết không? Tôi hình như cũng có cảm giác này đó. Hả? Tôi có cảm giác có người đang theo dõi mình. Chạy mau, chạy mau lên. Mày ngon nha, có người chống lại cho mày hả? Họ không mua cá của anh là lựa chọn của họ. Buôn bán đó mà, cạnh tranh công bằng. Tao không cần biết, hôm nay đánh mày là cái chắc. Xưng hô sao đây ông chủ? Nổi tiếng nhất là làng Thầu Lại đây. Châu Nhuận Phát. Tao là chị Phát. Phát con mẹ mày. Con mẹ mày. Chạy mau. Đứng lại. Đi im. Không biết anh rể của nó là dân chơi giang hồ hả? Chắc không biết đường đi mua quan tài chứ gì. Nhẹ, nhẹ tay chút đi, đau quá. Nếu xoa nhẹ tay thì đâu có tan được máu bầm. Chỗ này đau không? Đau. Làm ơn đừng có la nữa. Ừ, chỗ này có đau không? Đồ dây sầm. Wow, mới gì chơi tôi không biết, bây giờ lại nói là tôi dê. Tự lo liệu đi. Được rồi, anh giúp tôi đi, tôi không biết đâu. Chỗ này có đau không? Chỗ này. Hả? Quay. Tôi sao bóp giùm cô? Sao lại hôn tôi vậy? Nếu tôi không thể hôn lại cô, tôi không gặp thiên hạ được đâu. Nè, vậy mới công bằng đó. Đừng có hôn tôi nha. Hôn tôi là tôi hôn lại. Ê, ê, ê. Đau quá. Cắn cô đau hả? Không phải cắn đầu, cái chân của tôi đau. Vậy hả? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thấy đói bụng đó. Nấu mì cho tôi ăn đi. Vậy cũng tốt, ăn no mới có sức chứ. Làm sẽ được gân hơn. Tiếp theo xin mời gia lễ số 12, cô Lạc Vĩnh Chi. Em là số 12 Lạc Vĩnh Chi, năm nay 19 tuổi, là học sinh trung học. Ý nguyện của em muốn làm kế toán sư xuất sắc. Nếu như năm nay em được hân hạnh làm hoa hậu, em sẽ gánh giáo trách nhiệm tuyên dương Hồng Kông. Cảm ơn. Giai lễ số 12 Lạc Vĩnh Chi thiệt là lịch sự đàng hoàng. Không thiện là người có hy vọng nhất trong năm nay. Nấu xong chưa? Đói gần chết đi nè. Làm gì vậy? Cảm ơn ông. Muốn đeo đuổi hoa hậu Hồng Kông hả? Anh dẹp đi. Gọi là chó sói con. Cái gì chó sói con?
chỗ soi lớn đó. Đường 35. Cũng đâu có bằng em. Để lục cảm của em cho em biết, em sẽ gặp phải một anh chàng rất là thương em. Thương, thương, thương hả? Chuyện gì vậy? Em làm việc đi. Hoa hậu là chính trị niên khóa mới từng làm trong học đêm. Còn chó sói của chị đâu? À, vừa vừa thôi nha. Tôi kêu anh cắn anh đó. Chị thì đỡ, có con chó sói. Alo, bao bị. À, đúng rồi. Gà rừng nè, tao cho mày biết, không cần biết mày dùng cách gì, cũng phải lấy số điện thoại con Chi đưa cho tao. Ok, mày ở đâu vậy? Mặc kệ tao đi. Cô Lạc Vĩnh Chi, cô đã từng làm chủ nữ đó hả? Đúng rồi. Tôi không có gì để phát biểu. Món gà này là trứng danh nhất của em, xào cải nữa là có ăn liền, ráng chờ nha. Cô à, Hello, kiếm ai vậy? Kiếm ai vậy? Là anh đi. Gà con. Bây giờ nữa đâu? Có ở Hồng Kông không? Lâu nay anh vẫn ở Hồng Kông. Hồi đó anh giết người chạy trốn rồi mà. Chưa chạy được. Anh chỉ kiếm chỗ núp lại thôi. Anh không muốn liên lụy tới em, cho nên không có gọi em. Vậy sao bây giờ liên lạc? Anh đọc báo, nghe nói có người ăn hiếp em, cho nên anh muốn biết tình hình. Gà con. Em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Em muốn gặp anh. Anh cũng rất muốn gặp em. Nhưng mà ở chỗ này không có xe. Anh nói vậy nghĩa là sao? Chuyến tàu sớm nhất cũng phải chờ tới 6 giờ sáng. Hiện giờ anh ở đâu? Anh ở đảo Lan Tàu. Gà rừng, tối qua anh nói chuyện ở trong điện thoại, em đã nghe được hết rồi. Sự thật em nằm ở trên giường ngủ, nhưng mà lại không ngủ được. Anh đi về đi. Địa vị của người này nằm ở trong lòng của anh, chắc chắn là quan trọng hơn em. Em chỉ muốn cho anh biết, trong suốt 2 tháng nay là những chuỗi ngày vui vẻ nhất ở trong cuộc đời của em.
Như vậy anh có tán thành không? Ta đã bàn với bọn Phúc Kiến rồi. Họ nói không có truy tố cái vụ đó nữa. Miệng làm cưới vợ đi. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn cái khỉ gì. Nếu không nhờ mày thủ tiêu đàn anh của bọn Phúc Kiến, cái thằng mới đây đâu có được lên mau như vậy chứ hả? Nói cảm ơn mày thì đúng hơn. Đại ca, hay làm người chứng hôn cho em đi. Còn chưa biết học khôn, chưa gì đã đòi cưới vợ. Sẵn đây mà nói nha, đại ca bày có ở đây không? Ta cũng không biết. Không cần phải lo, lúc sáng ta có hỏi anh nói là tới mà. Yên tâm đi. Ừ, có nghĩa là còn thương tao đó. Sao rước cô dâu giờ này chưa tới vậy? Không phải rồi. Anh Bê. Quay, mấy đứa bay, đàn anh đâu bay đâu? Anh Bê, em muốn theo anh đó. Sao khi không đòi theo tao? Anh Bê, anh coi nè. Wow, tại sao đến nông nổi này vậy? Cái thằng đại ca đó đúng là cái thằng ác dâm mà. Công nhận tối ngày đánh đập tụi em á, còn muốn chơi hồng môn tụi em nữa. Thằng Beo là hạng người như vậy sao? Quỳ, chém nó, chém nó, chém nó, đừng theo, đừng chạy ra, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, mày. Anh Gà Trừng. Chị hai xong chưa? Sắp xong rồi. Cô kêu là anh Gà Trừng hả? Kêu là anh Trễ đi, thằng ngu. Anh Trễ, chị hai tới kìa. Em đẹp lắm. Sắp tới giờ rồi, mau về nhà làm lễ đi. Có thể gọi thêm một lần nữa không? Nghe hai chữ ông xã thì lại sướng quá. Ông xã? Lần nữa, lần nữa. Ông xã. Alo, Đeo à, đại ca B. Cái gì? Mau lên, phóng quả đốt chết mẹ tụi nó luôn. À, cái tụi khốn nạn này mau thả tao ra. Đốt chết mẹ tụi nó đi. Đốt đi, đốt đi. Đốt chết mẹ tụi nó. Đốt đi, đốt. Chuyện gì vậy? Đại ca bé có chuyện. Tối nay uống sai là chắc rồi. Vậy thì đừng có uống. Gà Rừng. Quê, sao không chạy xe đi? Có chuyện gì? Gần chạy rồi, sao nói vài câu đi. Vậy mẹ ở lại với mấy cổ, để bà đứa ta đi coi chuyện gì. Phải về ngay nha. Bây giờ là 11 giờ, điện chuyển nhanh kìa lắm. Đành chịu thôi, chịu chơi là trên hết mà. Tao qua nói với vợ tao chút. Nhanh lắm, nửa tiếng đồng hồ là xong liền mà. Không được. Cấm đi. Đừng vậy mà, em về nhà má của em đi. Vậy bây giờ đại ca quan trọng hay là em quan trọng đây? Em là quan trọng nhất. Trên đời này không có gì quan trọng bằng em. Ok. Đại ca, sao rồi hả? Đại ca, như gì cũng giận sao hả? Yên tâm đi, không sao đâu. Cũng quan trọng hơn cưới vợ mà. Vậy mà cũng không sao. Đại ca, anh không sao chứ? Bọn đó đúng là bọn khốn nạn đó mà. Để đại ca lên xe. Ta đã mặc sẵn cái áo vest chuẩn bị đi ăn mừng với mày nhưng... Được rồi, được rồi. Quý, hi, nè, ở đại ca. Đại ca. Nhóc con, nhóc con à. Nhóc con, mày được chết. Chém nó đi. Cầm số.
muốn đánh lộn cũng được cái lượt ngày hôm nay mà. Yên tâm đi, không sao đâu. Ê nè, tôi bảo đảm với cô tối nay chắc chắn là có thể động phòng với anh gà rừng mà. Mau lên đi, mau lên. Đi mau lên. Im miệng đi. Tao đi cảnh sát bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ thấy ai đánh lộn mà ăn mặc chỉnh tề như mày vậy đó. Kiếm không được, biệt tâm biệt tích, không biết đi đâu. Tụi em đã về Macau, còn về phần chị hai sau đó đã qua Anh Quốc. Chị nói là ở lại mắc công nghĩ tới chuyện đau buồn, cho nên muốn thay đổi hoàn cảnh để có cuộc sống mới. Bây giờ cô thế nào? Năm ngoái chị có liên lạc với em, chị cho biết là chị đã có chồng. Uống đi, uống đi, uống đi, uống cho nhiều nha. Ủa, gà rừng. Có hồi nào vậy? Chúc mừng. Mới về hả? Về cả năm rồi. Quê, dễ trò gì đây? Trong nhà hàng bài tiệc cưới hả? Linh đình vậy? Nè, có thấy chiêu bài này không? Albertini đó. Không quần lót. Hả? À, bây giờ tôi không gọi là Ben Horn nữa. Tôi đã đổi tên rồi, gọi là Albertini Horn. Vậy thì càng hay. Nè, gần đây có coi Godfather hay không vậy hả? Wow, có nhiều kinh điển đó. Làm ăn bây giờ không mở quán Italy, đổi cái tên Italy làm không nổi đâu. Chị Muối. Gà rừng. Cảm ơn. Lâu quá không gặp anh rồi. Phải. Nè, chồng của chị tên Tini gì đó? Tên gì? Abattini. Vậy chị có đặt tên quái đản gì hay không? Tên tôi là Gina Nori Bori Thập Tam Muội đó. Gọi tắt là Na Thập Tam Muội hả? Ê, gọi là vậy. Ê, Đại Phi tới rồi. Nè, ra ngoài uống rượu đi. Đi mau lên. Đi. VCD của anh á, làm cho hay một chút có được không đây? Làm cho nghệ thuật một chút có được không đây? Làm y như là cái tụi bản sao vậy? Còn nữa, phải cởi chuồng. Cởi chuồng như vậy thì mới có khách chứ. Hả? Đại Phi. Quần xin lý không được, phải cởi hết chứ. Cởi cho sạch nha, vậy đi. Làm gì bực bội quá vậy? Dạy con nít đó. Con nít hả? Có thiệt không đây? Đã lớn đầu rồi. Nè, thằng con của ảnh làm biên tập trong nhà xuất bản của ảnh đó mà. Mấy tuổi? Thằng con của tôi 16 tuổi, tốt nghiệp tiểu học rồi. Nó có trình độ văn hóa mà, đương nhiên phải giúp cho tôi lo về sự nghiệp văn hóa chứ. Sách khiêu dâm cũng coi là sự nghiệp văn hóa à? Wow, vậy anh Tân lo cái vụ Apatini. Phải xưng hô là bố già trong ngành casino và trong ngành ẩm thực luôn đó. Đúng vậy. Wow, bộ đồ vest của anh đẹp lắm nha. Mua bên Pháp mà. Ê, anh cơ, vô đi. Quay, tôi tưởng bày tiệc ở tủ lầu á, mới mặc bộ đồ hoàng phi hùng này thôi à. Không ngờ là thứ tiệm này hả. Tôi về thay bộ đồ khác nha. Ngại cái gì chứ, như vậy mới hay đó, đi vô. Được không đây? Đẹp trai mà, ký tên đi. Qua bộ đồ trắng bóc, giống như là con voi vậy. Ê, coi chị Muội kìa, hình như chỉ còn vui hơn anh nữa. Ê, chúc mừng chị. Ê, đừng có nói chuyện này nữa. Dẫn anh ra tới phòng VIP đi, bên kia kìa. Bà muốn làm gì kệ bà đi. Mình là anh em mà, cạn ly đi, rượu chát còn lắm. Chỗ này còn khá chứ, những người phải tới hôm nay đã tới đủ chưa vậy? Đúng rồi, còn một người bạn cho tới. Mới từ Anh Quốc trở về ở phố Tàu của Tiến lắm đó. Vậy à? Anh tên là Christian, ở tầng gia ba cho phi lực tầng. Đều có phe phái của anh. Làm nghề gì? Tóm lại là thần tượng của tôi, giống Harrison Ford như đúc. Harrison ghê vậy hả? Đừng tao dốc nữa, ra ngoài này đi. Chuyện gì? Hạ Nam tới rồi. Tới rồi kìa, ra ngoài đi.
Chào Nam. Hello anh Nam. Hello. 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 Cảm ơn. Rốt cuộc người chịu lấy được sao? Cảm ơn. Chưa về rồi hả? Ở Đài Loan năm rồi. Thằng tào lao đâu? Tôi đừng có nhắc nữa. Lãnh đủ rồi. Đã về Tân Gia Ba. Nè, quà anh tặng cho chị đó. Cảm ơn. Ờ, vậy còn tôi? Chia nhau đi. Chuẩn bị chụp nha. 1, 2, 3. Hello. Hi, Ben. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Mới đây đã đổi tên tiếng Anh, gọi là Albert Tinidi. Để tôi giới thiệu, vợ tôi và chi nhà. Hello. Hello. Cảm ơn. Nè nè nè, để tôi giới thiệu bạn Đại Phi. Đại Phi. Hello, mạnh giỏi. Anh Cơ. Chào anh. Người yêu của tôi. Chào chị. Chào. Bao bì. Hello. Gà rừng. Anh và Trần Hạo Nam, hai tên xuất sắc nhất trong Hồng Hân. Anh tới sớm một chút thì đỡ. Anh Nam vừa đi khỏi. Chris Chang, đặc biệt từ Anh Quốc về chúc mừng tôi đó. Anh là thần tượng của tôi. Hân hạnh. Để tôi giới thiệu vợ tôi và chị nhà. Hello chào anh. Chris, anh xếp xong khu phố tàu Luân Đôn. Hèn chi vợ của anh đẹp như hoa hậu phố tàu. Hôm nay chị là gia chánh, đẹp nhất là chị đó. Cảm ơn. Đừng khách sáo nữa, hãy cạn ly đi. Mời qua bên này. Tôi là người ngoài. Hôm nay xin chúc cho cô dâu chú rể yêu thương nhau mãi mãi. Cảm ơn. Cảm ơn. Vợ chị nhà, em cũng cạn ly chúc mừng họ đi. Cheers, cheers. Nè, cảm ơn, cạn ly. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Cảm ơn quý vị. Anh không muốn gặp chị hai em sao? Em không biết quý vị hả? Nếu như em biết thì em đâu có giật mình. Nè anh Chris à, tôi muốn xin anh chỉ dạy về sự nghiệp văn hóa ở bên phố tàu Luân Đôn á, phồn thịnh lắm phải không đây? Cũng khá lắm. Ý của tôi á là sách khiêu dâm hoa ngữ đó. Ồ, anh cũng có hứng thú sao? Mình giỏi chứ? Đã lâu không gặp. Tôi tạm thời đang nghiên cứu về cái sự nghiệp này. Tôi đang tính phát hành một cuốn có tầm vóc nghệ thuật hơi cao một chút ở bên đó. Rảnh rỗi điện thoại cho anh. Ok. Cởi mở quá vậy. Quen hả? Đâu có. Hỏi thăm thời tiết bên Anh Quốc thế nào thôi. Nè, người ta có chồng đó, đừng nổi máu về nha, coi chừng chết đó. Tập Tam Muội. Hử? Có người muốn gặp chị. Ai vậy? Ta coi thử đi. Ai vậy? Thì là vui quá đi. Ê, dắt mặt tới đây làm gì vậy? Ê, đám cưới còn nói tục như vậy, có thiệt không này? Làm gì, không cho phép hả? Tôi thì là lên tới đây chúc mừng chị đó. Cảm ơn nha. Không ngờ, chị cũng thích đàn ông thiệt ha. Đời người mấy hồi, cái gì cũng phải chơi cho biết chứ. Ông xã, qua đây, qua đây. Chuyện gì? Bạn thân của em, Trương Mỹ Nhượng, tên có đẹp hay không? Xinh quá ha. Ê, nè, qua chụp hình đi, chụp hình đi. Đi, đi. Đi, đi, rồi, qua đây. Đi, đi. 1, 2, 3, cười. Biết rồi, có tiền chia nhau xài mà, chắc chắn không thiếu phần của anh đâu. Ok, bye bye. Đừng không hết hả? Mua thêm gái đi. Ở Hồng Kông đồ quý rẻ hơn Âu Châu sao? Em không muốn đi Kuala Lumpur. Cho anh biết lý do đi. Em muốn thăm em trai của em. Tặng cho em nè. Tưởng em là con nít sao? Anh lúc nào cũng coi em như là con nít. Anh tặng cho em cái lớn như vậy, chỉ để cho bộ hải quan cắt ra từng mảnh thôi. Anh biết mình Mã Lai kiểm soát gắt lắm mà. Không có ai kiểm soát đâu. Ở bên trong không có cái gì hết. Em sợ cái gì? Em thiệt tình không muốn đi Mã Lai đâu. Về đi. Em ở lại vài ngày, chờ anh về. Có hẹn với tình nhân hả? Vẫn chơi. Em muốn hẹn em trai của em thôi.
Anh ghét nhất là người ta coi thường trí tuệ của anh. Em đã 7-8 năm không có về rồi, đâu còn ai đứa em hẹn chứ. Em còn chối. Mấy con số này có thể tượng trưng cái gì đây? Người tình xưa đó. Đồ điên. Em gọi ngay em trai của em để chứng thực cho anh coi. Anh không phải ngu ngốc, cũng không phải có bệnh đâu. Alo. Là anh đi. Sao anh biết em ở đây vậy? Có tiện nói về câu không? Nói đi. Anh nhớ em lắm. Anh rất bất ngờ khi gặp lại em. Thiệt mà. Mai mày đi uống trà đi. Anh không cần biết em đã có chồng hay chưa. Anh vẫn theo đuổi em như xưa. Đừng nói với anh người đó là em trai của em nha. Trở cho em đi. Ai ở đầu dây? Không dám lên tiếng hả? Hello, Chris hả? Ờ, anh là anh gà rừng hả? Thiên hạ đều biết anh là vua phỉnh gái. Anh có biết vợ chi nhà là vợ của tôi hay không? Tôi biết, nhưng cổ là bạn gái cũ của tôi, coi như bạn bè gặp mặt mà. Bạn bè hay là người tình xưa? Hả? Sao mày liên lạc? Bye bye. Con quỷ cái. Mày đứng lại cho tao. Đứng lại. Mày làm gì mày biết nha. Từ ngày mà cưới nhau, tao có xử tệ với mày không? Hả? Mày làm gì? Hả? Mày làm gì? Buông tôi ra. Đứng nhân tình cũ hả? Đừng mày không được liên lạc với nó. Quỷ cái, chết đi. Phản bội tao hả? Chết cái mày. Quỷ cái, tao cấm mày không được liên lạc với nó. Mày có nghe không? Quỷ cái. Mày là vợ của tao, mày biết không? Không được liên lạc với tình nhân. Có nghe không, quỷ cái? Khốn nạn, chết đi. Quỷ cái, phản bội tao hả? Chết đi mày. Ý, quả nhiên xuất hiện rồi. Chị hai. Gà rừng đâu? Anh chờ bên kia đã lâu rồi. Chồng em sao rồi? Sao ông không để ý, em trốn ra đây. Chồng bây giờ ông đang tức học máu. Nó đánh em vậy hả? Em không ngờ ông ghen dễ sợ quá. Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với người này nữa. Em có biết nó là thằng bán xì kia lớn nhất cái châu Âu không? Ông buôn bán kinh doanh trà lầu. Em thấy theo lẽ không phải đâu. Anh là hai người gì? Nó là hai người gì? Không cần phải nói rõ. Hay mày đi chỗ khác cho mới nói đi. Mấy năm nay ông không ngừng dẫn em tới chỗ này tới chỗ kia. Thì ra là lợi dụng em thôi. Hèn chi có đội thu xếp hành lý giùm em. Anh thì không hiểu. Nó làm gì cho em cảm động đi theo nó vậy? Nếu là đàn ông khác em cũng đi theo thôi. Vậy à? Chờ không nổi đó. Nếu hôm đó không phải anh đội chém giết bỏ mặt em, bây giờ mình với cậu sống chung. Suốt đời anh không bao giờ quên được những gì xảy ra ngày hôm đó. Hay là mình làm lại từ đầu nha.
Em không biết ông nghĩ sao, đồ đạc của em ổng cầm hết. Đi nói với ổng. Em không có can đảm gặp ổng nữa. Anh gà rừng. Tại đúng lúc, không mất công điện thoại. Hai người giống y như đóng kịch. Sống chết có nhau phải không? Chris, bây giờ là anh đang đóng kịch. Tôi chưa bây giờ ở ngoài đường giành gái với bất cứ ai. Nhưng mà vì em, tôi nổi điên vẫn còn dư sức đó. Về chi nha. Về chuyện tối hôm qua, xin lỗi em nha. Em không muốn sống theo anh nữa. Em ly dị. Ly dị cũng phải làm thủ tục. Em muốn ở lại Hồng Kông hả? Anh trả giấy tờ cho em nè. Chris, giữ được con người không giữ được tình cảm cũng bằng không thôi. Bảo trọng nha. Lúc mà ông ta móc hộ chiếu ra, tôi tưởng đâu là ông rút súng. Nhưng mà ông nói với chị Hai, lúc ông quen chị Hai thì ông là một người lịch sự, cho nên lúc chia tay cũng phải có một thái độ thích hợp. Nhưng mà sự thật ông ta là một người buôn ma túy nổi tiếng quốc tế. Hình cảnh quốc tế và ban càn quét ma túy đã để ý ông ta từ lâu. Đi đêm có ngày gặp ma. Trong lúc mà ông ta muốn đi khỏi Hồng Kông đã bị ban càn quét ma túy bắt giữ. Về phần anh gà rừng thì cũng bắt đầu đeo đuổi lại chị Hai. Rốt cuộc chị Hai đã bằng lòng gả cho ảnh. Đúng là trời trở đẹp. Nhưng mà cốt truyện vẫn còn chưa kết thúc. Anh đã coi sách và hỏi Trần sư phụ rồi. Ngày rằm tháng 8 năm nay là ngày tốt nhất. Chắc có nhiều người lựa cái ngày này để... Chuyện xã đoàn anh không biết tới nữa. Còn tiền bạc với số mà anh kiếm trong mấy năm qua đủ cho hai vợ chồng mình sống suốt đời rồi. Phần còn lại thì lo cho em đó. Hai đứa mình cùng hưởng. Tìm cái gì? Đi lấy giấy khai tử hả? Tao không gấp, mày gấp cái gì? Tao đang lo đi đăng ký nè. Là lối ôm sùm thì là quá đáng mà. Mày gấp vậy bù đi chết hả? Bà xã, anh có chuyện này muốn nhờ em đó. Anh rất là muốn đông con. 10 đứa nha. Sao hả, có làm được không đây? Đợi con cái lớn khôn rồi thì mình về hưu, rồi đi du lịch khắp nơi chơi cho vui. Con cái mà tự biết lo cho mình thì mình vui cả làng rồi, khỏi cần lo gì nữa. Còn nữa nha bà xã, anh đặt sẵn tên rồi. Thằng lớn thì đặt là Triệu Thế Tân, như vậy mới giống ông già của nó chứ. Có nhiều bạn gái theo. Tiếp theo là Triệu Thế Cương, Triệu Thế Bàn. Tiếp theo nữa là Triệu hết nổi. Tóm lại họ Triệu xếp xong nhất. Anh gà rừng đã điều tra ra. Thì ra cái tên khủng bố xe gắn máy chính là tay sai của Chris Chan. Nếu sau này có người gặp anh gà rừng vẫn cho rằng